À, các bạn thân mến, thì sau khi mà cái máy mình dọn rửa xong xuôi rồi, sạch sẽ hết rồi nè, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp. Thì thật sự ra cái này á, thì hôm bữa trước là mình đi ra mình kiếm là mình mua cái demo thôi, để về mình lấy máy 4 thì á. Mình có mua máy đẹp lắm, máy OHV đã lắm, mình để mình chế để làm demo được phát điện vậy mà. Nhưng mà ra thì gặp anh bạn bán hàng bãi thì anh nói thì thôi bây giờ anh để cho mình chiếc máy này là 500k, 500 ngàn á, về dọn lại cho nó nổ đi. Thì lúc đó máy nói chung máy nó nằm trong bãi mà mình đâu biết sống chết thế nào. Thì khi mình về mình áo về thì mình thấy là mình giật thử thì lửa thì ok, cái này nó xài lửa IC chung trong này hết luôn nè, thì ok. Thì thông thường máy hai thì này nó cứ có lửa là dễ, rất là dễ nổ. Những cái máy Nhật này họ xài không có nhiêu hết, thành thử ra cái bạc độ trong này nó còn rất là ok. Người Nhật là họ thường thường họ ủng hộ cho những cái sản phẩm của đất nước họ, ra là dân họ xài để ủng hộ rất nhiều, nó mới nuôi sống những doanh nghiệp. Thành thử ra cái hàng bãi mà bên Nhật mình lấy về mình bán mãi mà cũng chưa hết được là ở chỗ đó. Mình lo lắng nhất là vấn đề là nổ, thì mình thấy có lửa là ok rồi nè. Thì mình tính là bây giờ mình về mình vứt cái này đi, mà mình cưa mình tháo này ra, mình chế cái cốt ra, mình tiện cái này đi, mình chế cái cốt ra để mình làm cái bu ly vô để mình chạy cái này. Nhưng mà thôi thì mình dọn lại luôn. Với cái lo lắng thứ hai là vấn đề demo này không biết nó có phát điện hay không. Thì mình bây giờ mình phải ráp vô mình cho nổ rồi mình mới biết được là nó có phát điện hay không. Cục này cục đi ốt nè, nó vừa lấy ra để nó sạc cái bình ắc quy, nó có đường điện 12V nè các bạn, đây nè 12V là 8,3A nè, với lại là đường 100V. Thì cái dòng điện đó nó nắn ra DC để nó kích vào trong cái pin nè, làm từ trường, nó tạo từ trường để quay để phát ra điện xoay chiều. Thông thường mà cái demo lâu quá rồi, thường thường là nó có bỏ một phần 500 từ trường vĩnh cửu trong này để kích ra dòng điện nhỏ rồi đầu kích ra dòng điện lớn. Thường thường những cái mà mất 500 vĩnh cửu là người ta lấy bên quy người ta mồi vô một cái là nó sẽ có điện, là nó vậy. Thôi bây giờ mình tiến hành mình lắp ráp các bạn. Trước tiên mình sẽ ráp bô trước đi. Giờ mình ráp mà là mình cũng chưa biết là có nổ hay là nổ thì mình chắc chắn rồi đó. Tại vì mình là nói chung cái máy này thì nói chung với mình thì nó là như một cái trò chơi vậy thôi chứ không vấn đề gì. Cái thằng này là nó hai thì, máy hai thì các bạn. Nó lấy cái hơi mà bê tông lên là hút xăng vô, xong khi mà xuống á nó sẽ mở lá mía trên này, nó đẩy, nó đóng lá mía dưới này lại, đẩy xăng lên trên nòng và nó kích nổ nổ xong nó chạy ra cái bô này. Bê tông xuống hết là nó sẽ xả xả lửa ra đây các bạn. Rồi giờ mình gắn bô trước nha các bạn nha. Cái thứ này nó chạy êm lắm. Xếp mặt con dưới này cái đó đây.
để mình ráp đi các bạn nha. Xong rồi cho bình xăng vô. Rồi, như vậy là đã bắt bình dầu xong. Bây giờ mình gắn tới cái gì ta? Cái này. Đây. Gắn tới cái bồn. Gắn ra mà quên. Dừng cái đi. Cái mà hồi hộp nhất là cái lúc mà nổ lên mà phát ra điện. Thôi để mình tạm dừng lại, mình vặn đi ha. Rồi đã xong phần này. Rồi bây giờ mình sẽ ráp tới cái phần này các bạn nha. Cái chụp đâu rồi ta? Đây, che em này lại cho nó đẹp đi ha. Xài vứt. Tưởng nó hết đồ qua bên này vậy. Ủa, cái này nó lên đây ta, không nhớ nổi, quên chuỗi ngóc đi. À, rồi mình quên chuỗi cái con ốc này đi ha, cái nó đi. Đẹp rồi, không cần thiết. Rồi tới phần đằng trước. Đây, phần trước này khoan, cho chụp lên đây đi cho nó đủ com lê đi. Thiếu thiếu cái gì ta? À, đây dày đúng rồi, đây thiếu cái cao su nè, để nó làm cho êm, nó chống rung, chống tiếng kêu. Rồi đẹp. Rồi bây giờ tiếp tục, các bạn thấy không, cái máy cũ để lâu nó sét ghê chưa. Giờ tiếp tục là mình cho thằng này vô đi cái đó. Úi giời ơi, châm nó hết.
Trong này vô. Rồi. Ok. Rồi. Tiếp đến là thằng đằng trước này. Rồi bắt đầu mới thử nổ máy nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ là đến em này. Em quan trọng cho mình săn màu cái đã chứ. Rồi ok. Tới em này. Nói chung mấy cái máy mà hai thì nói chung nó dễ nổ, dễ sửa lắm. Sợi dây này lại. Đúng rồi. Đây. Đây. Tạm dừng. Hy vọng là xong nó sẽ nổ. Em này nữa.
Rồi, vậy là xong. Bé ngủ. Rồi, lửa ok, hơi rất mạnh. Giờ cho vào. Rồi, chế xăng vô thử coi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xăng vô và giật thử. Thì thằng này mấy hai thì xăng pha nhớt, trung bình người ta thường thường hay bị mắc cái lỗi á, là pha xăng này nè các bạn nè, pha nhớt, pha lượng nhớt quá nhiều. Thì nó thì nhớt hai thì á, thì các bạn thấy không? Là nó ghi là 50 chia 1, có nghĩa là 50 lít xăng chỉ có 1 lít nhớt thôi. Như vậy thì một xị của nó là 250 ml. Thì 250, đúng rồi, 250 như vậy thì được bao nhiêu ta? Một xị 100 ml là được 5 lít. 10 lít. Như vậy là một xị pha được tới 15 lít xăng các bạn, gần 15 lít xăng. Đó, như vậy thì họ hay bị mắc cái lỗi đó. Thành thử ra là máy nó chạy thời gian nó dư nhớt quá, nó ập nhớt ra là nó không hết được. Cái này là 100 ml nè, cái này là pha được là 5 lít nè. 5 lít. Cái này bây giờ mình đã pha rồi, thôi mình pha vô đây một ít đi. Mình ước lượng chừng đi. Rồi. Pha một ít ước lượng vô đây thôi. Khá nhiều rồi đó. Để mình thử xem coi có nổ được các bạn nha. Xăng nè. Mình sẽ xả gió. Ủa? Ông xả gió đâu ta? Để ông xả gió qua một bên rồi. Để khoan để mình chỉnh lại cái đó. Rồi, có xăng rồi. Ok đó. Không biết có nổ không đây. Ây xa. Xuống đây là tắt cái mở ra. Lên đây là mở chắc. Giật thử biết liền. Ui. Chết cha rồi. Phao không đóng. Ui. Phao không đóng rồi. Ti quá nhỏ.
quên. Đồng hồ mình đo thử coi nó ra bao nhiêu vôn các bạn nha.
Đây các bạn. Rất là êm. Điện sao nó lên lúc vậy ta, chắc đục hồ này chắc bị mục ở trong này rồi. Cái đồng hồ mình đo nó bị đứt dây sao á. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái viết này thử điện này nè, để mình đo cái vôn cận cảnh cho các bạn xem nha, xem được bao nhiêu vôn nha. Cái này nó được 110V các bạn, nó ra dòng điện ra được 110V. Các bạn. Rồi bây giờ thì nói chung là máy nó vứt ở ngoài nắng ngoài mưa, nó bỏ ngoài bãi từ hồi xưa đến giờ bao nhiêu lâu thôi, để giờ mình bỏ ra xị xăng mình chạy rô đai cái nè, chạy rô đai cho nó đều cái máy cái nè. Nói chung thì thấy thì cũng ok rồi đó, thấy rất ok rồi đó. Giờ điện nó bắt đầu ổn rồi các bạn thấy không, hồi nãy nó lúc kim luôn, bây giờ điện nó bắt đầu nói chung là khi mà mình chạy nó đều rồi á thì các cái bộ phận trong máy bắt đầu nó mới ổn định lại. Lúc đó các bộ phận trong máy nó ổn định lại thì nó mới bắt đầu là nó hoạt động là bình thường được các bạn. Giờ là mình thấy tạm ổn rồi đó, điện về là tạm ổn rồi đó. À, với số tiền chỉ có 500k mà ví dụ như cái máy này là dùng cho các bạn mà làm mà nghề thợ hồ rồi đó các bạn. Thấy không? Làm nghề thợ hồ đồ là thợ mà làm điện mà tường đồ đó thì mình mua một cái khoan nghĩa địa nội địa của Nhật á, mua mấy khoan nội địa của Nhật với lại cái máy này thì mình làm thì quá ok rồi, khỏi phải lo lắng về cái vấn đề mà kéo dây kéo nhọ gì hết, với lại mình xài mình khỏi phải hạ áp hạ ép gì hết.
Rồi, mến chào các bạn nha.